nhạc tình. Nàng lặng như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em, nghe nồng nàn mùi gia lý thân thơ. Khi đêm sang đông 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 lửa, giờ nàng đã muốn chưa. Nhau cứ lặng thầm chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đội hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm nè nè. Người ta đi theo chồng thôi mà, làm gì khóc dữ vậy? Theo chồng mới khóc á. Ê, không có người này thì mình có người khác. Chính xác. Ai đây? Tôi học sinh trường này. Hả? À, vậy vậy chính là học sinh mới. Ý, tại sao bạn lại nhuộm cái tóc này? Tại sao mày lại đạp chân tao? Xin lỗi mà. Thôi, đi qua bên này hết. Nè, nghe hỏi. Có người yêu chưa? Trời. Đó giờ tao chỉ tưởng mày có hứng thú với con gái. Không lẽ trai mới lớn mày cũng có nhã hứng nữa hả? Khùng quá, mình phải hỏi nó có bồ chưa để mình cua bồ nó. Nó, tụi bay làm cái gì vậy? Tạo nét. Em người ta mới vô mà. Học lớp mấy? Tôi học lớp 12C. Hả? Sao? Dạ. Trường này làm gì có lớp 12C? Cách đây mấy chục năm trời trường này có lớp 12C. Wow. Go. Trời, cái nhạc không phù hợp lứa tuổi. Ê, vậy bạn là hổ. Chú là hổ. Tao chưa nói gì luôn á. Lỡ tay. Vậy là chú học chung với cô Như. Đúng rồi, chú học chung với cô Như. Chú có phải là Minh Nhật? Đúng luôn. Thần tượng. Hồi xưa chú nổi tiếng nhất trường. Đúng, chuyện nhỏ. Chú trở lại bạch giỏi nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú dạy bộ hay nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú cô gái giỏi nhất trường. Chuyện nhỏ. Chú học ngu nhất trường. Chuyện lớn. Cái tao gọi là học tài thi phận. Đừng có nhắc mấy cái chuyện đó con. Dạ, chú chỉ còn bí quyết được không chú? Bí quyết gì? Học ngu mà vẫn cua được gái. Mày nín luôn đi, mày nín luôn. Không cần nói chuyện. Mày bậy quá à. Cái cách cua gái của chú xưa rồi. Muốn học cách mới là phải học của anh Lâm Thắng. Ủa, Lâm Thắng là ai? Là người cua gái giỏi số 1 trường này. Phương châm của ảnh là cua không được lớp này thì mày hãy sang lớp khác. Ai vậy nhắc đến tên tôi đó? Cha 18 tuổi, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Có bán xí quách không? À không. Đang thèm xí quách luôn á. Ủa, làm vậy chi vậy? À, tạo nét vậy thôi. Lâm Thắng. Đủ đi được. Ủa, hóa ra đây là bạn cùng lớp tụi con hả? Dạ. Sao già vậy con? Chú thôi đi. Rồi đã già mà chưa xác định giới tính nữa hả? Chú. Hả? Đó là nỗi khổ của con. Chuyện như thế nào? Bởi vì con học lớp 10 thì chỉ có 1 năm. Rồi. Mà học lớp 1 tới 10 năm. Hả? Ủa sao kỳ vậy con? Bởi vì con xác định lớp 1 là lớp đầu tiên chúng ta học. Đúng. Chúng ta phải học thật nhiều để làm nền tảng cho các lớp sau. Hay. Rồi kết quả sao? Giờ dạ ngu. Sao học cho dữ mà vẫn ngu vậy con? Chú. Hả? Chuyện đó cũng không quan trọng đâu chú. Chuyện gia đình của con nó mới đầy bi kịch kìa. Chú biết không, con đi học tới bây giờ ba mẹ con cũng không hề đưa đứa con lần nào. Nhưng cũng may,
là có một cô giáo dạy quá à. Hằng ngày đưa đứa con đi học về. Và thế là từ đó con và cô ấy nắm tay nhau trên đường tung tăng dưới các ngày tháng. Chú à. Và bỗng nhiên tôi đi. Tại sao đánh người ta vậy? Đánh ghen đó chú. Bạn trai cô giáo tưởng con cua cổ. Trời đất ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Nhưng không sao đâu chú, nhờ những trận đòn roi như vậy mà con đã có nhiều kinh nghiệm cua gái. Hả? Ê vô, hôm nay tụi tôi sẽ làm một bài rap để cua gái. Vô vô cùng nghe nè. Vô 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 vô, vô. Đi vô 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 ai ra. Đến tình yêu bất ngờ, mới trung hòa không kịp. Em thích làm acid, có vị chát, vị chua, nhưng hương vị tình yêu không ngọt ngào đầm thắm. Tính cách em quái lắm, giống như làm rồ tông. Cứ đi chạy long nhong, đi tìm OH khác. Yo. Anh phải làm xúc tác để tách đường em ra, để dắt em về nhà xin lời bình hai họ. Em biết quỳ thành đỏ, còn anh biết quỳ thành xanh. Hãy chúng ta làm lành, tình yêu ta mãi sáng. Vô, hay vô, 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 vô. Trời ơi, hát không hiểu cái gì hết. Trời ơi, bây giờ cua gái là mình phải phong cách như vậy đó chú. Rồi có dính không? Không, bởi vậy con nói tụi nó rồi, nó không nghe. Nó không hiểu được tâm lý của con gái à. Con hiểu nè, đường ngắn nhất đến trái tim của con gái là con đường đi qua bao tử. Ồ. Từ xa nhìn thấy nàng, nàng nào cũng được. À, bạn gái con là Á Quân. tôi cho đúng rồi, cho cây kẹo. ăn chung mà. Thôi tôi không có đòi quà. Có thích kẹo lắm luôn á. Thích có thích tôi không? Trời ơi, nói thích tôi hôn là nó đi táp quánh rồi. Không hiểu sao mỗi lần con gặp con gái là con bị cà lâm à. Con gặp con gái là con ngại à. Con gặp con gái là con run rẩy à. Con gặp gái là con bần thần. Con gặp con gái là con vỡ hoa à. Con gặp con gái là con thích con trai à. Chú vẫn thắc mắc về giới tính mày ngang. Có, con giỡn với chú vậy thôi à. Chứ người ta ý con nói là con là nhiều kinh nghiệm cô gái à. Chú thấy mặt con già không? Già đó. Già bởi vì rất nhiều kinh nghiệm à. Chúng ta làm vấn đề gì chúng ta phải nghiên cứu kỹ vấn đề đó. Đúng. Muốn cô gái thì phải nghiên cứu coi con gái thích cái gì. Con gái thích cái gì? Cái gì cũng thích cái... Wow à, đúng đúng, con gái cái gì cũng thích mà. Và đặc biệt họ rất thích nghe những lời ngọt ngào rót vào tai của họ. Đúng. Chính vì vậy con đường ngắn nhất đến trái tim của người con gái đó chính là đường... Đường gì? Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Gác lạnh về khuya cơn gió luôn. Chua chua chua. Mọi người ơi, mọi người vừa làm gì vậy? Miếng lạnh. Thôi đi, mọi người thôi đi. Trời, đã không vui mà còn hát dở nữa. Vậy là nói kinh nghiệm là kinh nghiệm ở đâu? Kinh nghiệm là đừng ai cua gái giống con. Thôi mấy đứa ơi, cứ như vậy hoài làm sao mà bày tỏ tình cảm với con gái người ta được. Nè, chú nói mấy con biết nha, cái tình cảm thời học trò là tình cảm đẹp nhất. Giống như chú vậy nè, cái thời xưa nha, mà người ta đồng ý á, cho chú xách giùm cái cặp đi tò tò phía sau lưng thôi, là ta nói: em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước vọng cả một đời là mình mãi mãi có đôi. Trời ơi, ê tới bây giờ vẫn chưa xác định được nha. Ê, khoan anh chú hỏi cái này cái. Trời ơi, mấy chú ơi. Hey! Hey! Hey!
Con gái con đứa gì mà đứng đi đứng không có dịu dàng gì hết trơn à? Các con làm cô buồn hết sức. Cô ơi, tụi con xin lỗi cô đã làm cho cô buồn. Mà cô buồn là cô sẽ suy nghĩ. Đúng vậy, cô suy nghĩ nhiều lắm. Mà cô suy nghĩ là cô sẽ nhịn ăn. Cô nhịn ăn hoài. Mà cô nhịn ăn là cô sẽ đói. Đói lắm. Mà cô đói là cô sẽ bệnh. Bệnh hoài luôn con à. Mà cô bệnh thì kiểu nào cũng xấu quắc. Cô sợ xấu lắm con à. Mời con về chỗ. Các con làm sao vậy? Nghĩ cái gì trong đầu vậy? Hả? Bên đây hứa với cô mặc áo dài. Chụp kỳ yếu áo dài đâu? Mặc áo dài nóng cô. Nóng em chứ đâu nóng cô. Cô mặc áo dài nhung mà cô vẫn thấy mát. Ý con nói là mặc áo dài nóng nực với mạng Xuân vậy cô. Xuân, một tấm gương đạo đức các bạn cần noi theo. Xuân. Dạ. Hôm nay con mặc áo dài hả? Dạ. Con thích áo dài hả? Dạ. Tại sao nè? Tại vì con bị ép. Đó cô, bởi vậy con có ý kiến vậy nè cô. Mình chia ra hai phe đi. Một phe là đồng phục, một phe là áo dài chụp hình cho nó dễ. Chứ tụi con mặc áo dài gì nữa cô, nóng lắm. Chia phe đánh nhau hả? Chụp kỹ yếu mà. Bởi vì nói sao tôi thiên vị. Trong lớp này chỉ có một đứa làm vừa bụng tôi thôi. Tà Lem, ơi ta... Cô không ăn à... Cái nói chuyện với cô chủ nhiệm mời ăn cà rem là sao? Không, ý con là con Tà Lem mới đang đi vô kìa cô. Sao lại kêu bạn là Tà Lem? Người ta á, lọi dính trên mặt người ta gọi là Tèm Lem. Còn cái tà nó dơ hay nên tụi con gọi đó là Tà Lem. Trời ơi, cha mẹ người ta đặt cái tên cho tụi con thay đổi vậy hả? Kêu như vậy bạn buồn. Không có được gọi vậy nghe chưa? Ngọc Anh, vô đây. Chào cô. Nãy gì con làm gì trống vậy? Dạ con ở trong lớp với chữ kiểu cho mấy bạn. Trời ơi, con làm cô nhớ hồi xưa á. Hồi xưa mỗi lần mà trường chụp kỷ yếu là lớp cô vẽ cái chữ kỷ yếu thiệt là đẹp luôn. Con biết ai vẽ không? Cô đúng không cô? Tất nhiên là không rồi bạn cô. Cười hết á. Khi bạn mình viết, mình ở bên mình cổ vũ chứ không phải mình bỏ ra ngoài. Thấy bạn không? Mặc áo dài đẹp không? Nhưng mà cô ơi, cái tà áo dài của nó thấy gớm. Sao quắc à cô? Cái áo dài đâu mà lên tới đầu gối luôn á cô? Đúng rồi, áo dài là người ta phải may bằng lụa, bằng gấm mới đẹp đúng không? Đúng rồi. Cũ thì sao? Nhưng mà người ta mặc. Các con có đúng chưa? Chừng nào mình đúng á, mình hãy nhận xét người ta. Con đừng có buồn. Dạ con không sao đâu. Con không có già mới hả? Dạ con có. Sao không mặc? Tại vì áo dài này là của mẹ con để lại. Cô với mấy bạn biết không, hồi đó mẹ con thích áo dài lắm. Con mới học tới lớp 9 à, mà mẹ đã may sẵn cho con 2 bộ áo dài. Mẹ nói mẹ rất muốn nhìn thấy con gái mình mặc áo dài khi lên cấp 3. Mẹ còn hứa là mẹ sẽ nắm tay con, dẫn con tới trường, nhìn con mặc áo dài chụp hình kiểu với các bạn. Nhưng mà mẹ đợi không được. Không có sao hết á. Cô tin á, mẹ con dù ở đâu á cũng đang nhìn thấy con lớn từng ngày. Và mặc áo dài của mẹ may thiệt là đẹp, biết không? Dạ. Mấy bạn ơi, mình xin lỗi vì đã làm cho tập thể nữ lớp mình xấu đi. Không có xấu, không có gì phải xin lỗi hết á. Hồi xưa cô đi học, cô làm gì có áo dài đẹp như tụi con. Mặc áo dài cà tê vậy đó mà cô vẫn đi học đều. Chiều chiều tan trường về, cô vội vã dắt chiếc xe đạp của mình, tà áo dài bay bay trong gió. À, ba bốn anh chạy theo. Sao cô? Lấy lộn xe đạp ta. Rồi sau đó cô vội vã chọn đúng chiếc xe đạp của mình, tà áo dài lại bay bay trong gió. À, anh trai lại chạy theo. Sao cô? Ấy ơi, chưa trả tiền xe. Trả anh. Cô lại tiếp tục bay bay trong gió. Ba chạy theo cả. Sời. Không có gì sời. Mình tuổi học trò mà phải lo học đi chứ. Nhưng tà áo dài dù như thế nào vẫn nhẹ nhàng bay bay. Trên đường như mây xuống phố, áo tung sân trường tựa cánh chim câu. Đẹp biết
nhớ tôi không? Ông là ai tôi không biết ông. Ông đi về đi. 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây trôi bao năm, tưởng mình đã quên. Quên, không hề 10 năm luôn, mấy mươi năm rồi. Đâu có bài hát nào viết được mấy chục năm đâu. Đây nè, bà nhìn tôi đi. Mấy chục năm trời rồi, tôi già vậy bà nhận ra tôi không? Mấy chục năm rồi, ông già như vậy chứ có thành quỷ đâu mà không nhận ra. Bao nhiêu năm trời bà vẫn vậy ha. Trời đất ơi, hôm nay tôi về tôi nhìn thấy bà cái tự nhiên tôi thèm quá. Ê, nội yêu đâu xanh tính ăn thịt tôi hả? Hồi đó nhai nổi chứ giờ còn nú không sao ăn. Tôi nghe, tôi thèm là thèm cái gì? Tôi thèm thấy bà mặc lại cái tà áo dài học sinh như hồi xưa. Hồi xưa tôi mặc áo dài là đẹp nhất trường. Đúng rồi. Ai cũng thích hết. Đúng. Ai cũng mê hết. Đúng. Ông có mê không? Mê. Xạo đi. Mê tôi sao lấy con kia hả? Hồi xưa trong trường có hai đứa mặc áo dài đẹp, con Như với con Hạch. Đúng. Trời ơi, ông khen con Như mặc áo dài đẹp với là đẹp rồi, một ngày ông cưới con Hạch ông sống như Hạch. Đây nè, cái sự thật nó là như vậy. Bà không có hiểu tôi. Bà nhớ không? Cái hồi lúc mà tôi đỡ đứng tôi đợi bà trước cổng trường, tôi dắt chiếc xe đạp vậy nè. Cái tôi thấy bà ra, tôi kêu Như ơi, leo lên xe tôi chở đi. Lúc đó mình có hơi thích ảnh nên mình vội vã leo lên xe. Như ơi, mình đi xe đạp chứ đi mô tô. Ủa Như làm gì vậy? Tôi nói bảo hiểm đó. Cái thời đó chưa có nón bảo hiểm. Yeah. Rồi tôi chở Như giữa hai hàng lá me bay. Gì vậy Như? Gió quá. Lúc đó không có gió. Dạ. Gì vậy Như? Đường dằn quá nè. Lúc đó đường không có dằn. Lạng nè. Ủa sao mặt quạo dữ vậy Như? Hết biết diễn gì rồi. Tưởng tượng trở về mái trường xưa đi Như. Như giữ giùm tôi chiếc xe đạp. Tôi có cái này tặng Như nè. Tặng tôi gì vậy? Áo dài. Sao tặng tôi áo dài? Tại vì tôi thấy con Hạch nó mặc áo dài mới hoài à. Mà Như không có. Kêu tôi thấy tôi mới tặng cho Như áo dài mới. Áo dài mới đẹp mà. Ý chê tôi mặc áo dài cũ xấu đúng không? Đâu có đâu mà đẹp áo dài mới đẹp hơn con Hạch là con Hạch luôn. Đẹp thích đứa nào mà áo dài đẹp á thì đi theo đi. Tôi mặc áo dài cũ xấu kệ tôi. Bây giờ đua xe không? Xe mà như cái bếp cài dụng đồ mày. Bà đua một mạch với thằng đó bỏ tôi lại đây. Trời ơi sao bà không quay lại đây bà đón tôi? Lúc đó sao ông không kêu tôi lại? Lúc đó tôi đang trồng chuối bằng mặt. Sao kêu? Lúc đó bà làm cái gì? Lúc đó tôi đang đo cục điện bằng miệng làm sao trả lời. Ấy ơi đua xe không? Không con. Nè. Hả? Vậy ông về đây làm gì? Về đây là có nỗi niềm. Trời ơi tôi thèm bà ơi, ở bên nước ngoài tôi thèm lắm, tôi thèm bước vậy. Ui da cái gì vậy? Mở miệng ra cứ thèm như yêu rau xanh vậy đó. Trời tôi thèm đây, tôi thèm thấy mình nữ sinh mặc áo dài, bên đó không ai mặc áo dài tôi coi hết trơn. Trời ơi, tôi về đây ha, tôi đứng trước cổng trường tôi ngồi tôi đợi thấy nữ sinh mặc áo dài. Có ai rước không? Ai rước? Xe bắt chó nhìn như cuốn không chủ. Không phải, ý là tôi diễn tả lại cái nỗi niềm của tôi bà hiểu không? Mà tại sao tôi không thấy đứa nào mặc áo dài hết trơn vậy? Có còn đâu mà thấy. Tại sao vậy? Thì bây giờ á, tụi nó tuần mặc có 2 ngày hà. Mấy ngày còn lại á, cho phù hợp với cái môn học, cái tiết học của nó. Cho nên á, tụi nó được miễn mặc áo dài. Trời, nhưng tôi đợi một tuần có thấy đứa nào mặc áo dài đâu. Chắc rình ngay lớp tôi. Trời đất ơi, lớp bà sao kỳ vậy? Tôi không biết sao tụi nó không chịu mặc áo dài. Mà ông biết không, áo dài á là dù lớn hay nhỏ, dù trẻ hay già, ai mặc cũng đẹp kể cả tôi. Đúng. Nhưng mà dẹp ngay cái ánh mắt dè biểu, đôi môi phán xét của ông. Ý ông nói tôi già là tôi mặc đồ không đẹp đúng không? Xin lỗi ông, thời gian có qua như gió, cái gì có thì vẫn còn đây. Sông có cạn, núi có mòn, cái gì còn nó vẫn hiên ngang sừng sững. Rồi. Rồi bỏ xuống đây nè, nhưng mà áo dài lúc nào cũng đẹp được chưa? Ê nhưng mà có cái này tôi muốn nói với bà nè. Tại sao bà ngăn cản mấy đứa nhỏ nó bày tỏ tình cảm với nhau vậy? Còn nhỏ là học đi yêu đương sớm. Bảy. Cái tình cảm hồi thời học trò là tình cảm đẹp nhất. Hồi đó bà nhớ không? Cái thời của mình, tụi mình yêu nhau trong sáng muốn chết. Nhưng mà bây giờ tụi nó nhau trong tối đó.
Nhưng mà bây giờ vậy nè, đây là lần ngày cuối cùng tụi nó gặp mặt nhau rồi. Bà cho nó bày tỏ tình cảm với nhau đi. Tình bạn cũng đẹp, đâu phải là tình yêu mới đẹp đâu. Tôi sợ tụi nó hả bày tỏ giống như ông với tôi hồi xưa không gặp nhau nữa. Đâu đây là không có đâu thiệt. Ông đừng có nói nữa, tôi còn giận cái áo dài. Đây trời ơi, cái áo dài tôi có gửi lại cho bà. Tôi không có nghe mà. À, kìa có này muốn tặng cho Ngọc Anh. Cái gì vậy? Áo dài mới đó. Thích quá à, cảm ơn Kiệt. Còn mấy ngày cuối nè. Tôi... Ông hết tôi không? Trả lời đi. Có, tôi thích bạn lắm. Tôi có... Tôi thích ông. Tôi cũng vậy. Yeah. Đi ra đây với tôi. Đi ra đây, không có gì. Thôi. Đúng rồi cô, ra đi cô. Đếm 1, 2, 3 đi cô mới già. Rồi đếm đi, đếm nè. 1, 2, 3. Tự cô đó. Wow. Cái gì vậy không biết nữa đây nè. Bao nhiêu năm trời rồi bà mặc vẫn mặc vừa cái áo dài tôi tặng. Hơi chật cái chích. Nhưng các con thấy không? Trời ơi, chịu mặc áo dài hết rồi hả? Dạ. Bữa nay là bữa cuối cùng chụp kỷ yếu. Ừ. Tôi được chụp với trường. Đúng rồi. Con thấy không? Ai mặc áo dài cũng đẹp hết á. Không, mình là người Việt Nam mà. Ai mặc áo dài cũng sẽ đẹp. Có chiếc áo dài tung tăng trên đường phố. Những lúc buồn vui vô bờ nào đó. Anh mắt ngạc nhiên vô tư dễ thương. Có tiếng hát vừa theo nhịp vui cùng gió. Thấp thoáng giọt sương còn trên vòng lá. Tiếng nói được vui cùng bao nắng xuân đã về. Và hàng cây gió lay xôn xao tiếng cười hồn ai nhấc ngây. Tràn ngập trong gió những chiếc áo dài thương tha. Và mùa xuân đến mau mang thêm cùng gió những cơn mưa đầu. Làm ướt áo ai trên con đường về. Yeah. Tình 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 tan 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 tình 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 tan. Điều buồn như những chiếc lá rơi bên ngoài sân. Tình 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 tan 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 tình 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 tan. Vui lên đi khi xuân đón chào chúng ta. Đi đâu đây? Con đi kiếm cô giáo dạy quá.